Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại kênh YouTube của Anh Phát Computer. Và trong mức giá hơn 10 triệu đồng mà để chọn mẫu laptop mà hướng tới đối tượng người dùng là sinh viên hoặc là dân văn phòng thì Acer Aspire 5 vẫn luôn là sự lựa chọn hàng đầu của mình. Và ở đây thì mình đang có hai phiên bản của Acer Aspire 5, một là phiên bản hiện tại ở bên này, hai là phiên bản nâng cấp hơn. Và đối với hai phiên bản này thì nó sẽ chênh nhau một số tiền, đó chính là khoảng tầm 900.000. Và đối với mức giá nhỉnh hơn như thế thì các bạn sẽ chọn mẫu laptop nào thì hãy cùng mình tìm hiểu trong video ngày hôm nay nhé. Với người dùng văn phòng thì thường xuyên phải nhìn vào màn hình máy tính để có thể làm việc. Chính vì thế khi tìm một mẫu laptop với mức giá vừa phải thì điều quan trọng nhất thường thì mọi người hãy chú ý tới màn hình của laptop. Màn hình của cả hai mẫu laptop này thì đều phù hợp với khả năng làm việc với 14 inch, độ phân giải thì là Full HD, tấm nền IPS cho góc nhìn rất là tốt, màu sắc thì vô cùng sống động. Ngoài ra thì còn có công nghệ lọc ánh sáng xanh giúp mắt đỡ mỏi hơn rất là nhiều. Acer Aspire 5 hướng đến đối tượng là người dùng văn phòng, vì thế thiết kế của Aspire 5 vô cùng cơ động, cân nặng thì chưa tới 1,5 kg. Chất liệu này thì làm bằng kim loại sẽ vô cùng chắc chắn, còn giúp khả năng tản nhiệt hiệu quả hơn, đồng thời bảo vệ thân máy từ các dao động vật lý từ bên ngoài. Như khi mọi người thì dùng laptop ba lô thì mọi người sẽ để trong ba lô để có thể di chuyển, hoặc là có lỡ tay đặt laptop lên bàn có hơi mạnh tay một chút thì Aspire 5 thể hiện rõ được sự bền bỉ của mình qua chất liệu làm bằng kim loại này. Thêm một điểm cộng nữa cho thiết kế làm bằng kim loại chính là phần khung bàn phím và khung màn hình rất là chắc chắn. Các bạn có thể tự tin sử dụng chiếc máy này mọi lúc mọi nơi, đúng chất của làm việc văn phòng. Và phần bàn phím thì cảm giác gõ tốt, hành trình phím hơi nông, bù lại thì layout phím quen thuộc, khoảng cách giữa các phím hợp lý và touchpad thì đủ dùng, có thể nói là có thể dùng tốt và đối với những bạn nào mà không ra mồ hôi tay quá nhiều thì di cực kỳ ổn. Về cổng kết nối thì Aspire 5 có đầy đủ các cổng kết nối phổ biến, bao gồm một cổng USB Type-C, 3 cổng USB Type-A, cổng HDMI, cổng audio combo, cổng nguồn. Và đặc biệt là cả hai mẫu Aspire 5 này thì đều có Bluetooth 5.0 và Wi-Fi 6 tốc độ cao. Điểm khác biệt ấn tượng ở phiên bản Aspire 5 nâng cấp này thì chính là sở hữu công nghệ Ethernet hoặc là có thể gọi là mạng LAN, có khả năng truyền tải nhanh dữ liệu cỡ lớn, thường chỉ thấy trên những dòng máy nặng và dày. Và điểm cộng thì không thể thiếu đó chính là học sinh, sinh viên cũng như là các bạn dân văn phòng khi mà làm việc như là học tập ở trên trường, Wi-Fi hoặc là mạng chập chờn thì công nghệ này sẽ giúp cho tốt hơn cũng rất là nhiều. Và nói về độ chắc chắn thì bản lề cũng là một thứ không thể thiếu. Bản lề của cả hai mẫu Aspire 5 này đều có thể giúp mở máy ra được một góc 180 độ. Thế nên là nếu như các bạn có lỡ tay mở quá một chút thì cũng không sao. Và đối với bản lề này thì các bạn hoàn toàn có thể mở ra được ở mọi góc nhìn, rất là phù hợp với các bạn làm việc như là dân văn phòng. Thì như đã nói ở trên thì điểm khác biệt giữa hai mẫu laptop này chính là ở phần bản lề. Ở phiên bản hiện tại thì Aspire 5 sẽ là bản lề nằm ngang thông dụng. Và về đây thì mình sẽ mở luôn cho mọi người xem thử nhé. Đóng máy lại này. Và khi mọi người mở ra thì đối với bản phiên bản thông thường thì sẽ là bản lề nằm ngang thông dụng như thế này. Còn đối với phiên bản cao cấp hơn một chút ở bên này, khi đóng máy lại và mở máy lên. Đóng máy lại này. Mở máy lên thì các bạn có thể thấy được là phần bản lề đã là phần bản lề dạng nâng có fit cao su ở hai bên với tên gọi là Elevated Design, giúp cho nâng máy lên một chút và sẽ giúp cho laptop của các bạn thoáng hơn, mát hơn khi sử dụng cũng như là nâng cao trải nghiệm khi gõ phím hơn rất là nhiều. Và điểm nhìn thì khi các bạn ngồi học tập hay làm việc cũng sẽ giúp tập trung và thuận tiện hơn khi màn hình đã được nâng lên một góc và rất là phù hợp khi mà mọi người ngồi để có thể gõ máy, ngồi làm việc cũng như là khi trải nghiệm bàn phím này. Điểm khác biệt tiếp theo mà mình nghĩ sẽ ảnh hưởng một chút đến trải nghiệm sử dụng chính là hiệu năng của hai mẫu Aspire 5. Với phiên bản có mức giá là 11.990.000 thì Acer Aspire 5 được trang bị bộ vi xử lý Intel Core i3-1005G1 thế hệ thứ 10 với 2x4 luồng, RAM là 4GB, ổ cứng SD 256GB. Còn đối với phiên bản nâng cấp hơn với mức giá là 12.890.000 thì các bạn sẽ được sở hữu cấu hình với bộ vi xử lý Intel Core i3-1115G4 thuộc thế hệ thứ 11 mới nhất và là một chiếc laptop thuộc thế hệ mới nhất luôn. Khi mọi người làm những công việc với các tác vụ cơ bản hàng ngày như là Word, PowerPoint, Excel thì thao tác rất là nhanh và mượt, gần như không có sự khác biệt giữa hai phiên bản này. Còn đối với những phần mềm để xử lý các tác vụ đồ họa như là Photoshop hay edit video đơn giản thì mình thấy Intel thế hệ thứ 11 cho một trải nghiệm tốt hơn một chút. Và khi test qua phần mềm chấm điểm CPU, đối với Core i3-1005G1 đạt 659 điểm đa nhân và 382 điểm đơn nhân.
Còn đối với CPU Intel Core i3-1115G4 có điểm đa nhân đạt là 1.035 điểm, cao hơn 40%, và đối với điểm đơn nhân là 482, nhỉnh hơn khoảng 20% so với phiên bản này. Nếu như các bạn đang cảm thấy là 256GB có sẵn không đủ để có thể làm việc thì hoàn toàn có thể lựa chọn phiên bản cao hơn từ 256GB SSD đến 1TB SSD trên Acer Aspire phiên bản nâng cấp hơn. Về RAM thì RAM 4GB theo ý kiến cá nhân mình thì mình chỉ dùng tạm ổn khi mở trục tab Chrome và các tác vụ nhẹ nhàng. Nhưng mà nếu có điều kiện thì các bạn nên nâng cấp RAM, và may mắn là ở phiên bản nâng cấp hơn thì Aspire 5 có khả năng nâng cấp tối đa lên đến 20GB RAM, giúp cho các tác vụ khi làm việc, xem phim hoặc là giải trí sẽ thoải mái hơn. Và thêm một số sự lựa chọn khác nữa trong điều kiện khác nếu như các bạn quan tâm thì Aspire 5 có những lựa chọn nâng cấp SSD tối đa lên đến 1TB SSD, hoặc là một số phiên bản còn có các đồ họa rời NVIDIA GeForce MX350 để cho các bạn có thể lựa chọn. Và sau hơn một tuần trải nghiệm thì mình cảm thấy được thời lượng pin của cả hai mẫu Aspire 5 đều cung cấp cho các bạn thời lượng pin trung bình vào khoảng từ 7 tới 11 tiếng. Tùy theo các tác vụ sử dụng, các bạn có thể thoải mái học tập, làm việc, lướt web, đọc báo, thậm chí là xem phim hoặc là giải trí thì thời lượng pin vẫn đáp ứng đủ trong một ngày dài. Và tổng kết lại thì về cơ bản thì cả hai mẫu này khá là tương đồng với nhau. Và nếu như là các bạn thì các bạn sẽ chọn mẫu laptop nào, bình luận ngay ở dưới cho mình có thể biết nhé. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi hết video này. Và nếu như có thắc mắc về bất kỳ sản phẩm hay chương trình khuyến mại nào thì đường link tư vấn miễn phí cũng như là mua hàng mình sẽ để ngay dưới phần mô tả của video. Và nếu chưa đủ tiền để rước em nó về, đừng quên là ăn phát có trả góp 0%. Nhớ like, share cũng như subscribe và để lại ý kiến của mình dưới phần bình luận nhé. Hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo.